Hey, if your fingers hurt, try this out. This is a finger knuckle massage, and then you can do the sides, gently and slowly at first. Bao nhiêu? Cầm đi, cái máy massage ngón tay này bao nhiêu? Cầm đi, đắt cũng được. Đầu tư sức khỏe không tiếc, đó. Cầm đi.